Vâng, Ban Tư Phan Nhịp Cầu Xe Cũ xin kính chào tất cả quý anh chị. Và buổi chiều ngày hôm nay, một cái mẫu xe Kia Van được sản xuất năm 2010, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, được bày bán tại công ty Ban Tư Phan với một cái mức giá chỉ bằng một chiếc xe SH, đó là 154 triệu đồng. Vâng, vậy thì 154 triệu đồng này, quý anh chị đã được sở hữu một cái chiếc xe được gọi là ô tô. Vâng, nó có thể che mưa, che nắng. Và thực sự là cái mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe này nó cũng rất là thấp. Nó chỉ có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng tầm 5 lít đến 5 lít rưỡi. Và nó lại là phiên bản số tự động. Vâng, che nắng, che mưa, điều hòa mát rượi vào những ngày hè oi bức, đúng không ạ? Vậy thì với 150 triệu thì tại sao ta không lựa chọn 154 triệu quý anh chị nhá? Ta không lựa chọn cái chiếc xe này để có thể là đi làm này, đi chở con đi học này, để che nắng che mưa với những cái ngày giá rét cũng như ngày nắng bức của cái thời tiết bây giờ, đúng không ạ? Và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho gia đình. Vậy thì bây giờ quý chị sẽ cùng em Dũng đi tìm hiểu thật kỹ cái chiếc xe này, xem nó có xứng đáng với cái tầm tiền 154 triệu không, và anh chị sẽ được sở hữu những cái thứ gì liên quan đến cái chiếc xe này, đúng không ạ? Đầu tiên thì anh chị phải nhấn mạnh với anh chị đó là đây là một cái chiếc xe mà nó nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Vâng, và phiên bản số tự động, cho nên nó sử dụng rất là dễ thôi. Đi những chiếc xe này thì nó nhỏ gọn, nó luồn lách ở các đường phố, ngõ nhỏ, thực sự là dễ dàng. Và cái chiếc xe này đã được khẳng định theo thời gian đó là một cái chiếc xe nó rất là lành anh chị nhé. Vâng, ít gần như là cả không có sửa chữa gì nhiều đâu. Vâng, vợ em đi dòng xe này em biết rồi, không hề có sửa chữa gì mà đi cực kỳ tiết kiệm xăng. Với cái thiết kế là cụm đèn thì anh chị biết rồi, cái dòng xe này thì nó là dòng xe gia đình sử dụng, không bao giờ có taxi dịch vụ, dẫn đến là những cái chất lượng của xe sau 10 năm sử dụng thì nó còn nguyên vẹn lắm ạ. Vâng, nó còn nguyên vẹn lắm ạ, đèn pha trong suốt đây. Vâng, tất cả các gân gờ của chiếc xe này còn nguyên bản nguyên hình nhá. Đấy, anh chị có thể xem cái phần form đầu của nó rất là đẹp, đúng không ạ? Xe mang biển số của Hà Tĩnh 38D00378, rất là chuẩn mực anh chị nhá. Và đặc biệt hơn đó là anh chị sẽ được mua chiếc xe này, anh chị sẽ được thừa hưởng lại từ chủ nhân cũ. Đó là chủ nhân này đã thay cho chiếc xe này một bộ la răng đúc rồi này, và một cái dàn lốp mới tinh. Đây em có thể soi qua cả bốn cái quả vành này anh chị nhìn này. Đấy, la răng đúc rồi nhé, bản thân trước nó là la răng sắt. Đây, xe này có hai bánh ABS anh chị này, hai bánh ABS. Đấy, anh chị có nhìn thấy chắc rồi, người ta sơn màu đen này. Và chủ nhân cũng thay một cái dàn lốp Michelin mới tinh này. Và cái dàn lốp này là mới lắm ạ, mới thay năm 2020 xong. Anh chị bốn quả lốp đều nhau nhé, bốn quả lốp đều là lốp Michelin. Bốn quả lốp này nó đã có trị giá khoảng tầm 6-7 triệu đồng rồi. Nên là anh chị mua nó sử dụng thì quá ok. Đây, tất cả các đường nét của xe còn nguyên bản, bao cam kết bảo hành tất cả các chi tiết để anh chị có thể yên tâm về cái chất lượng xe nhé. Vâng, đảm bảo rằng đây cũng là một cái mức giá cạnh tranh để anh chị có thể mua. Và không ở đâu, đây, toàn lốp mít này, đẹp chưa? Vâng, tất cả những chi tiết của xe đều đẹp, anh chị nhìn phía bên trong này. Vâng, xe sơn xi thì cực kỳ đẹp luôn, gầm bệ chắc chắn. Không, anh chị mua về chỉ việc sử dụng thôi, không phải sửa chữa gì đâu, chắc chắn một điều như thế. Đây, phần phía sau xe rất là nhẹ nhàng. Những chiếc xe này thì anh chị đi nó lành lắm, bởi vì dòng Morning Van của hãng Kia này thì nó đã được khẳng định rồi. Còn này, anh chị mua cái dòng Spark ấy thì nó kém hơn rất là nhiều. Máy của dòng Spark nó nóng mà nó yếu. Cái dòng Spark Morning Van này thì nó cực kỳ là bền bỉ, anh chị mua thì quá là tuyệt vời. Đấy, đây, ta nhìn đây, phần phía sau đây, phần phía bên này đây. Đấy, nói chung là về chỉ sẵn sử dụng thôi, bốn quả lốp mít giống nhau anh chị nhá. Nói chung là nhìn cái chiếc xe này thì chị thích thôi, bởi vì nó cũng không có cái điều gì để phải bàn cãi nhiều. Đấy, về cái chi tiết xe, đấy, tất cả chi tiết xe đều đã chuẩn mực nhá. Gầm của chiếc xe này, gầm bệ thì rất là sáng này. Đây, sắt xi này. Đấy, không hề có mối mọt nhé, sau nhiều năm sử dụng này. Đây, đó. Còn ta sẽ quan sát một phía phần đấy, phần khoang cốp này. Chủ nhân thì đã độ thêm cho chúng ta đấy, phần khoang cốp này, dùng rất là thuận tiện. Rô tin thủy lực này, phần đèn hốc đèn phía sau này. Xe nguyên zin nguyên bản nhé anh chị nhé. Đấy, phần để đồ này, để đồ. Sau đó là xe đã được trang bị luôn cả lốp dự phòng này. Đấy, thùng xăm tự thay này. Lốp dự phòng này là lốp dự phòng lốp đặc nhé. Tất cả các thiết bị dự phòng đều còn đầy đủ cả.
xe zin 100% luôn. Tôi những cái chiếc xe nhỏ này thì anh chị nào ở trong thành phố đi lại thì ok đó. Mà xe đã được chủ nhân này độ thêm những cái gì rồi thì ta sẽ quan sát thêm này. Đấy. Nhìn chung tắp ni tắp nô nó khá là sạch sẽ. Sạch sẽ, chủ nhân người ta dùng để không chở hàng cho nên là anh chị nhìn thấy là nó rất là đẹp. Đấy, đã độ ghế sau này này. Ai không thích thì hạ xuống nhé. Vâng. Chủ nhân độ thêm để có thể đi được đông người. Còn lại là ai không thích thì có thể là hạ xuống. Vâng. Rất là thoải mái thôi. Đấy, tất cả các đường nét của xe là còn chuẩn mực này. Đây, các anh chị nhìn đây. Táp ly xe này. Không có vết xước, vết sầy gì cả. Và những cái chất lượng hộp số thì tự động này. Và đấy, những cái chi tiết nhỏ thôi. Anh chị xem với những chiếc xe này thì nó chỉ thay cái chiếc SH thôi. Anh chị nào đang dự tính mua cái SH thì hãy suy tính để mua chiếc xe này nhé. Và anh chị nào cũng đang mua Smart Van thì anh chị cũng nghiên cứu cái chiếc xe này thật là kỹ càng để có thể là chuyển đổi nhé. Bởi vì dòng Kia Van này nó lành hơn cái Smart Van rất là nhiều. Vâng, lành hơn nhiều lắm ạ. Ai đi cũng biết rồi. Đi chả phải sửa chữa gì cả. Khối động cơ của nó chuẩn mực luôn. Đấy, anh chị có thể nhìn đây. Cái khối động cơ nó chuẩn mực. Tất cả các chi tiết xe đều rất là sạch sẽ. Anh chị có thể nhìn này, vô lăng này. Sau thời gian nó còn đẹp như thế này, đúng không ạ? Đấy, ok chưa? Chung là những chiếc xe như này thì anh chị cứ yên tâm thôi. Đây, off đồ đây, 10 vạn nhé. Cái chiếc xe này thì người ta chỉ sử dụng loanh quanh đi chợ, đi làm loanh quanh thành phố thôi. Vậy cho nên là anh chị cũng không cần phải sợ sệt gì về taxi dịch vụ gì cả. Đấy là cái điều mà rất là ok. Anh chị nào về thì thích thay cái màn hình đây và để giải trí thôi. Còn đây là cái nguyên bản theo xe chạy nhạc MP3 này. Và sau đó sử dụng kết nối Bluetooth này, sóng FM này. Chung là đây là một chiếc xe nó đơn giản. Đấy, điều hòa này. Điều hòa cơ, siêu bền luôn. Gần như không có hỏng hóc gì. Hộp số này, đấy, vô lăng gần số này. Hộp số tự động này. Vâng, tuyệt vời chưa ạ? Đấy, vậy thì những cái chiếc xe như thế này thì anh chị sử dụng quá nó ok rồi đúng không? Nó thay ra một chiếc xe máy mà nó lại bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu thì còn gì hơn nữa. Đấy, anh chị nhìn vô lăng này, một chiếc xe nó đẹp như thế này. Đó, ta quan sát cái khối chất lượng máy nữa thôi. Đúng không ạ? Cái máy nữa xem nó như thế nào nữa thôi. Thì anh chị sẽ cảm thấy rằng là cái việc đó là mình đầu tư ra cái số tiền 154 triệu. Đây đăng kiểm này. Dài lê thê này. Xe một chủ chạy từ đầu này. Đăng ký lần đầu Việt Nam 2015 này. Và đấy, đăng kiểm dài lê thê luôn. Đây, em mở cốp anh chị nhìn này. Máy độ khối động cơ 1.0. Đấy, tem nguyên bản nhà sản xuất nhé. Khối động cơ 1.0 rất là bền bỉ, đảm bảo là máy zin. Đây, máy zin đây, chỉ là chân máy zin chưa hề phải tháo đỡ này. Máy nổ như là thì thầm thôi. Máy nổ rất là thì thầm. Khối động cơ này dùng cứ tay dầu là chạy thôi. Anh chị có thể nghe tiếng máy nó êm à. Ác quy cũng mới tinh này. Ác quy mới tinh nhé. Và mới thay xong. Vậy là tất cả những cái gì mà cần phải thay thì chủ xe đã thay hết rồi. Anh chị về thì sử dụng rồi, máy rất là êm luôn, tuyệt vời anh chị ạ. 154 triệu thì chả còn lựa chọn nào tốt hơn với một cái chiếc xe như thế này đâu ạ. Vậy là nhập khẩu về Việt Nam 2010 và bây giờ đang được chào bán với mức giá là 154 triệu đồng. Vâng, vậy thì cái mức giá 154 triệu đồng qua những cái chi tiết vừa rồi, anh chị sẽ cảm nhận rằng nó có thực sự xứng đáng không? Và anh chị có thể lên mạng tìm hiểu về những cái tính năng cũng như là cái sự lành và những cái công dụng sử dụng một cái chiếc xe như thế này. Với cái tầm tiền của quý anh chị thì anh chị nên mua không? Thì hãy điện thoại cho em Dũng, số điện thoại 0834 0864 834 834, để có thể là kết nối và chốt cái xe này mang về sử dụng cho gia đình mình. Và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi và chào tạm biệt. Mong là anh chị sẽ nhanh chóng để sử dụng một chiếc xe ô tô với giá xe máy này. Cảm ơn anh chị nhé.